Thưa quý khán giả, với bờ biển dài 3.260 km, diện tích mặt nước biển hơn 1 triệu km², Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi biển theo quyết định 1664 của Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tinh thần của nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngành nuôi biển đang là xu hướng tất yếu để phát triển bền vững kinh tế biển, đáp ứng nhu cầu của xuất khẩu thủy sản hiện nay. Tuy nhiên, thì việc phát triển mạnh mẽ và có phần quá mức của nuôi biển truyền thống cũng đã gây ra những tác động xấu không đáng có đến môi trường, những thiệt hại cho chính cộng đồng ngư dân nuôi biển. Chính vì vậy mà cần phải tiến dần ra nuôi biển xa bờ với mô hình nuôi công nghiệp biển, và để triển khai được mô hình này, đóng góp về chuyển đổi nghề cá nhân dân sang nghề cá thương mại thì cần có sự tham gia của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiều những ưu thế trong việc đầu tư, quản trị tổ chức sản xuất, sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết. Tuy nhiên, hiện nay, các tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào nuôi biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì chưa được giao khu vực biển để sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, đến nay, ngành nông nghiệp chưa ban hành được các tiêu chuẩn, các quy chuẩn cần thiết đối với lĩnh vực nuôi biển. Và đây cũng chính là những vấn đề quan trọng được rất nhiều các đại biểu, các nhà khoa học, doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo một số vấn đề công nghiệp hóa nghề nuôi biển do Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức. STP Group đang là doanh nghiệp tích cực chuyển giao các hạ tầng nuôi biển có vật liệu bằng nhựa HDPE và sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp cũng đã xây dựng các mô hình xanh như mô hình liên kết trồng rong sụn, mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch tại Quảng Ninh, hứa hẹn rất nhiều triển vọng. Để phát triển các mô hình nuôi biển tiên tiến hiện đại, tỉnh Quảng Ninh đã xác định diện tích khu vực biển dự kiến thu hút đầu tư khoảng 9.360 ha, chiếm khoảng 20% tổng diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh, và có chủ trương sẽ ưu tiên giao biển lần lượt cho hợp tác xã, doanh nghiệp và cá nhân. Với chủ trương này, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ sớm được giao mặt nước để đầu tư xây dựng các mô hình liên kết cùng hợp tác xã. Cái mong muốn của chúng tôi được triển khai nhanh, mạnh mẽ sau khi được cấp chủ trương, đó là cái công tác giao mặt nước. Thì trong văn bản của tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ ra rất cụ thể là trong vòng 60 ngày, thì ba sở ban ngành là Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Sở Kế hoạch phải ra được sự kết hợp để cấp mặt nước cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Và nếu mà chậm thì theo văn bản đó là cũng sẽ có những kiến nghị của doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách làm khá là mạnh mẽ, táo bạo. Mô hình tổ chức tốt nhất đó là doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp có những ưu thế như này. Thứ nhất là một mô hình có tính tổ chức cao, đó là mô hình tổ chức quản trị sản xuất. Cái hai là có hệ thống quản lý kỹ thuật chuyên ngành. Cái thứ ba là họ phải chịu trách nhiệm với sản phẩm vì nó là sự tồn tại, sự phát triển của doanh nghiệp. Và chính vì thế, ngay từ sản xuất ban đầu đã phải tính đến chuyện chuỗi sản xuất làm sao nó hiệu quả kinh tế. Cái hai là quản trị sản phẩm của mình, quản trị sản phẩm của mình trong sản phẩm thủy sản là nó phải từ giống, từ thức ăn kiểm soát. Cái thứ hai là vùng sản xuất của mình nó phải được quản trị. Mà quản trị hiện nay đơn giản nhất mà ta hiểu nó là phải cấp mã số vùng nuôi, cấp phép nuôi trồng thủy sản, cấp mã số vùng nuôi. Và cái nữa, để cho an tâm sản xuất thì nhà nước giao khu vực biển nhất định cho doanh nghiệp. Một cái nữa, yếu tố của doanh nghiệp nó là họ phải làm khai thác thị trường. Tuy nhiên hiện nay, chưa địa phương nào trong 28 tỉnh ven biển giao được mặt nước cho tổ chức cá nhân sử dụng. Theo Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, vì việc nuôi biển, đặc biệt là nuôi biển công nghiệp theo hướng bền vững là điều rất mới. Do đó, những quy định của nhà nước về mặt pháp lý còn chưa đầy đủ và nhiều quy định còn mâu thuẫn với nhau. Mặc dù Nghị định số 11 về giao khu vực biển đã được ban hành từ năm 2021, nhưng đến nay, sau 2 năm, nghị định này vẫn chưa thể thực thi. Cho nên cần phải tập hợp các ý kiến từ phía người mà chịu tác động của các cái quy định nhà nước đó để mà phản ánh lên nhà nước sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung những quy định cho nó phù hợp, mới tạo điều kiện thuận lợi thật sự cho cái nuôi biển công nghiệp phát triển. Nhanh chóng ban hành tất cả các quy hoạch về không gian biển của Việt Nam. Từ những cái quy hoạch này để chuyển tải và thu hút đầu tư vào cái việc nuôi biển và lớn hơn là khai thác từ kinh tế biển. Với mong muốn đó là chúng tôi đã hợp tác và ký kết cùng với Hiệp hội Nuôi biển làm sao mang cái tiếng nói của tập thể và mang cái tiếng nói, cái sự mong muốn phát triển đến với các cơ quan có thẩm quyền và những người có trách nhiệm để giúp cho chuyển tải cái việc này nhanh chóng.
Tại hội thảo này, nhà khoa học và doanh nghiệp cung cấp giải pháp phòng trị bệnh và chăm sóc sức khỏe động vật thủy sản cũng đề xuất cần xây dựng mối liên kết hợp tác giữa bốn nhà gồm nhà quản lý, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam, nhà khoa học và doanh nghiệp để ngư dân sớm được tiếp cận với các giải pháp phòng trị bệnh hiệu quả, giảm tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan, từ đó nâng cao năng suất chất lượng của thủy sản, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mặc dù cái việc mà phòng chống dịch bệnh và điều trị bệnh nó chiếm cái chi phí rất là nhỏ trong chăn nuôi nói chung và nuôi biển nói riêng, tuy nhiên thì nó lại quyết định cái thành công của chăn nuôi. Nếu mà chúng ta chăn nuôi công nghiệp mà chúng ta không đảm bảo được sức khỏe của vật nuôi, chúng ta không giữ được năng suất, chúng ta không giữ được đầu con, thì cái nguy cơ về thiệt hại nó rất là lớn. Thực tế trong tương lai thì cái nhu cầu của người tiêu dùng càng ngày càng đòi hỏi một cách khắt khe hơn. Họ đòi hỏi chất lượng phải tốt và với cái chi phí thấp để có thể cạnh tranh với các nguồn cung cấp thủy hải sản từ các quốc gia quanh khu vực. Năm 2024-2025 là mốc giữa kỳ thực hiện quyết định số 1664 của Chính phủ về đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất cơ quan chủ trì cùng cơ quan phối hợp triển khai các dự án, đầu tư, nghiên cứu chủ yếu cần tập trung thực hiện các vấn đề cụ thể được quy định tại đề án này. Và quan trọng hơn hết, các địa phương cần tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thuận đường hơn trong việc triển khai các dự án, đầu tư vào nuôi biển.